Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Vâng, với phương châm ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vuzi Auto. Hôm nay em lại về tiếp tục một chiếc xe sử dụng hộp số tự động, máy xăng 1.4, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn. Hộp số tự động thì đi rất là bền chắc và máy thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Một chiếc xe nhập khẩu luôn nhá quý vị nhá. Vâng, và đố quý vị các bạn đoán được giá chiếc xe này. Vâng, giá cực kỳ rẻ luôn, không thể ngờ tới. Vâng, Tobimoka Mika sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc và được phân phối tại Kilin 668. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe bản Sport này khá là đẹp. Bây giờ mọi người có thể nhìn trong video thì có vẻ là cảm giác nó cũng đẹp, nhưng mà thưa quý vị các bạn, nhìn bên ngoài nó còn đẹp hơn. Vâng, các cái chi tiết của chiếc xe này tựa như những chú mèo. Vâng, bầu đèn đằng sau mọi người có thể nhìn thấy là giống vết chân mèo. Vâng, Mika mà, Mika chính là chiếc xe mèo. Đấy, thưa quý vị các bạn, đây là một chiếc xe bản Sport khá là đẹp. Sử dụng 4 lốp 165, tỷ lệ 65 vành 14 khá là mới. Và lốp lắp thì còn tương đối khá là ok. Đấy, mọi người cứ nhìn lốp trước này, ta lông vẫn còn nguyên. Đấy, cua lốp đẹp và vành la răng 5 chấu nguyên bản theo xe. Logo Tobi. Phanh đĩa trên hai bánh trước và phanh tăng trống đằng sau. Và phanh đĩa thì tương cũng khá khá. Vâng, lốp này lốp Indonesia. Đấy, lốp 2019. Chủ nhân mới thay bộ lốp này thôi. Vâng. Cái này xe này thì ở hội ô tô Fan Hải Phòng. Gương kính điều chỉnh điện. Đấy, và đã được gắn thêm gương cầu lồi tăng khả năng quan sát. Đấy, form dáng của chiếc xe này thì nó tròn tròn, nó không có góc cạnh nhiều. Sơn xi đồng màu rất là đều đẹp, và đặc biệt là bộ đèn đằng trước. Bộ đèn đằng trước cũng được liên tưởng với những chiếc bàn chân mèo. Và thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn là chiếc xe được độ đèn xe lông này. Đấy, đèn bi xe lông cực kỳ sáng luôn. Và kết hợp với cái giải đèn led của chiếc xe khá là đều. Đấy, con này đi đêm thì tuyệt vời luôn. Và phần đèn xi nhan cũng được thu gọn vào trong. Đặc biệt là cái phần bộ đèn này thì rất là hầm hố. Trông thì có vẻ là cảm giác nó cũng không được góc cạnh như các cái hào dòng Kia. Nhưng đây là một chiếc xe, nói chung là theo phong cách là của mèo. Đấy, nên rất là đẹp. Phần hốc gió thì cũng tương đối khá là ok. Chi tiết của chiếc xe thì không có vẻ nổi bật ở phần giữa này lắm. Tuy nhiên là logo Tobi thì nổi bật luôn. Đấy mọi người nhé. Chiếc xe là sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng. Và với cái giá chỉ có 108 triệu đồng thì đúng là không thể nghĩ rằng là sao nó lại rẻ thế. Số tự động, máy cực kỳ khỏe, chất chắc luôn. Đảm bảo cho quý vị các bạn không phải bận tâm suy nghĩ gì về máy móc, côn số. Đấy. Lốp láp thì tương đối khá là mới. 4 lốp thì đã được sử dụng vành đúc 5 chấu. Và thưa quý vị các bạn, là con này có cảm biến áp suất lốp nhá. Đấy. Kết hợp camera lùi rất tiện lợi. Hạn đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020. Đấy. Kính kia các thứ là còn zin nguyên. Đấy. Chiếc xe rất là đẹp. Kính zin. Đấy. Nội thất thì khá là đồng đều. Cửa thì đóng mở êm khít. Đấy, mọi người nhìn này, cửa rất là khít luôn. Đấy. Kính zin này. Kính của Zerli. Một hãng xe nổi tiếng của Đài Loan. Đấy. Các cái chi tiết bên trong thì tí nữa em sẽ giới thiệu qua. Còn đây, tappy này rất là sạch sẽ luôn. Đó. Bản lề này, đấy. Chưa tháo mở một chút nào luôn. Đấy. Và phần gioăng cao su thì chiếc xe này nó không sử dụng gioăng cao su mà nó để dòng keo chỉ ở bên cánh. Có toàn bộ bằng keo chỉ zin luôn. Đấy mọi người nhìn nhá. Đấy. Ốc ác này vẫn còn dấu của nhà sản xuất này. Đấy. Tappy rất là sạch. Cửa thì đóng mở êm khít. Đấy. Rất là chất khít luôn. Chốt cửa này, phong cách luôn. Đấy. Và một chiếc xe thảm để chân đây. Logo Mika. Và thưa quý vị các bạn, là cột kèo thì nó sử dụng gioăng cao su chống nước luôn. Đấy. Nên là cái dòng này nó khác với các dòng Hàn Quốc, Nhật Bản. Đó là gioăng cao su thì trên cánh cửa, nhưng đây là nó để luôn trên cột. Cột này, đấy, thẳng căng luôn. Các cái đinh hàn vẫn còn rất là đẹp nhá. Đấy. Xe không đâm va, không ngập nước, zin chính chủ luôn. Một chủ sử dụng phong cách cũng khá là đẹp. Đấy. Táp lô cực kỳ sạch sẽ.
túi khí người lái cũng như người ngồi. Đó. Màn hình 4K giải trí to vật vã, kết hợp định vị toàn cầu. Đây, đang có định vị đây. Đó. Điều hòa điều chỉnh cần số tương đối là đẹp. Đấy, và cần số là cần số thẳng. Đấy, rất dễ dàng sử dụng. Tay vô lăng thì đơn giản thôi, không có tích hợp các phím chức năng, nhưng logo Tommy nổi bật luôn. Còi khá là to. Đấy. Hộp giấy để đồ. Ở đây chủ nhân cũng khá là cẩn thận. Hộp để đồ này toàn thấy bánh với kẹo thôi quý vị ạ. Và đấy, ghế da của chiếc xe là ghế da zin luôn. Ngồi sờ khá là mềm. Đấy, trần nỉ sạch sẽ. Vâng, tại sao chiếc xe lại có cái giá nó lại mềm như vậy? Vâng, vì thưa quý vị các bạn là đánh vào thị hiếu người tiêu dùng, cũng như là giá cả thì người ta đánh như thế này thì là nó sẽ tiêu thụ tốt hơn. Hàng thì cũng tương đối khá là chất. Và ở Việt Nam thì cái hàng này được nhập khẩu nguyên chiếc và bảo hành tại bên cái lin đó quý vị nhá. Đấy, cửa này, cửa cánh sau thì rất là nhỏ, đóng mở êm khít và nó cũng rất là phong cách. Đó, keo chỉ này. Đấy, mọi người nhìn keo chỉ này. Đó, keo chỉ bên này này. Đấy, keo chỉ cánh dưới kìa, bản lề này. Đó, tapi này, sạch sẽ này. Dòng này không có khoan đục, khoan nước rồi. Đấy, cửa này, đóng mở. Cái không gian đằng sau thì nó cũng tương đối khá là nhỏ gọn. Rộng rãi đằng trước nhưng mà đằng sau thì khá là nhỏ gọn luôn. Đây, mọi người có thể nhìn không gian đằng sau. Phần đầu gối để thì cũng hơi bị thiếu hụt một chút, do là không gian đằng sau thì hơi nhỏ. Thế nhưng mà dòng này thì khi mà mình ngồi lên thì đảm bảo cho quý vị các bạn là cực kỳ rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Cảm giác nó rất là thế. Đấy, ghế da rất là mềm. Riêng ghế da này em đánh giá 8 điểm luôn. Ghế da rất là mềm, ngồi dưới rất sướng. Và các cái dây đai an toàn hoạt động hoàn toàn bình thường. Trần nỉ sạch sẽ. Đấy, không nhanh tay mua chiếc xe này thì còn mua cái nào nữa. Vâng, số tự động mà chỉ có 100 triệu thôi, 108 triệu đồng. Quá là rẻ rồi. Đấy, cột kèo này, định hạn còn ngon nguyên, không đâm va nhá, không một chút đâm va nào luôn. Xe rất là đẹp. Đấy, lốp Champro RC của Indo, thay một phát 4 lốp luôn 2019. Và vành la răng 5 chấu, cảm biến áp suất lốp, phanh tăng trống. Đấy, cua lốp này sạch sẽ luôn. Đấy, mọi người nhìn nhá, cua lốp này. Đấy. Đấy, như vừa nãy em nói thì đây là một bàn chân mèo, có hẳn 4 bóng 1 2 3 4. Đấy, trông rất là phong cách. Hàng phong cách nên nó cũng phong cách đàng hoàng. Đấy, cảm biến lùi này. Rồi lốp này, đấy. Phần camera lùi, biển số ấy, rất là rõ ràng và sáng. Đấy, logo Tommy nổi bật, và đây chính là hình con mèo đây. Đấy, rất rõ ràng luôn, 4 bàn chân mèo. Đấy, làm hẳn hàng phong cách luôn. Cửa đặt cánh đằng sau nhá, thì mình sẽ mở bằng ha. Ấn phát mở cánh ra luôn. Đấy. Đây là mở phần kính. Đấy. Kính các thứ là vẫn còn ngon zin luôn. Đấy, mọi người nhìn này. Logo kính còn ngon nguyên. Đấy. Hộc để đồ phía dưới. Con này thì mất một cái phần để ở trên này rồi. Ở trên này vẫn còn một cái giá nữa. Đấy. Thế còn không gian để đồ khá là rộng rãi, rộng ngang với các cái dòng i10, chứ còn Morning thì chưa có tuổi gì. Đây là cái giải đèn led chủ nhân cũ người ta độ thì người ta để ở đây thôi. Đấy. Lật hộp để đồ, không gian khá là rộng rãi. Ui, lốp sơ cua vẫn còn tương đối khá là mới và lốp béo, lốp chuẩn luôn, đồ nghề đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đã được lót chống ồn rồi. Đấy, không phải suy nghĩ gì luôn. Không phải làm một cái gì luôn. Đấy. Rất là tiện lợi. Cửa bên này mọi người nhìn này, cửa này khít chắc này. Đấy. Logo Chapiro. Đấy, mọi người nhìn Tobi. Phần la răng rất là đẹp. Đấy. Và phần cảm biến hơi đây. Đó. Cua lốp này, cua lốp sạch sẽ luôn. Đấy. Dòng này thì nói chung là tôn vỏ khá là mỏng, sơn si đồng đều. Đấy, không mua cái xe này thì mua cái gì, chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, quá là rẻ rồi. Dường như những cái dòng Morning i10 100 triệu thì không thể mua được con nào, kể cả cái đời Tống 2004 2006, không thể mua nổi luôn. Trong khi đó đây lại vừa mua được một chiếc xe hộp số tự động,
sử dụng cực kỳ ngon, máy móc thì cực kỳ khỏe, bền chắc và chạy đề phát nổ ngay. Đấy. Đây là cổng điều khiển kính 4 cổng một chạm của xe. Đấy, hoạt động rất là ngon. Kính lên xuống thì trơn tru. Đấy. Dòng này rất hay cái là không có răng cao su ở trên cánh mà là keo chỉ nẹp luôn. Đấy, rất là kín khít. Hàng chất, hàng chắc luôn. Đấy. Keo chỉ đẹp, ốc ác thì chuẩn chỉ luôn. Đấy, tapi rất là sạch sẽ và được phân phối bởi Kilin GX668 nhé, Phạm Văn Đồng, Hải Phòng. Đấy, đường đi Đồ Sơn quý vị nhé. Đấy, những ai mà mua xe có được đồ nghề các thứ là ở dưới đấy hết, nên là mọi người thực sự là yên tâm, không phải lo chuyện hàng nhập khẩu thì không có đồ thay. Đấy, mọi người cũng đừng có suy nghĩ rằng là xe rẻ mà chất không ra gì. Đây mọi người nhìn đây này, nhìn video của em thì mọi người biết rằng nó như thế nào. Đấy, đây là điều chỉnh gương kính chỉnh điện đây. Nó rất là khác với các cái dòng Kia, Hyundai. Đấy, rồi nút sấy, sấy ghế. Rất nhiều chức năng, nói thật là em cũng chả biết là nó như thế nào đó. Còn đây là gương kính cụp xòe. Đấy, nút gương kính cụp xòe đây. Nút điều chỉnh gương kính đây. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Còi khá là to và logo này thì em rất thích, logo Tobi khá là được. Tay vô lăng thì rất là nhẹ nhàng và con này thì có cảm biến túi khí ở phía đằng trước, cảm biến áp suất lốp ở phía đằng trước này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và đây là màn hình của chiếc xe. Đây này, đi được có 72.000 này. Đấy, rất là ít luôn. Đó, chiếc xe hạn đăng kiểm thì đến tháng 9 2020. Đấy, đèn đóm thì sáng láng luôn. Đây là mở đóng này. Đấy, rất là tiện lợi. Màn hình DVD giải trí thì kết hợp rất nhiều chức năng. Định vị rồi, ứng dụng một đống rồi này. Android, Netcăng, có cả CH Play, thích dùng cái gì thì dùng. Đấy, có thể là mình gắn thêm camera hành trình, cài thêm cái này cũng được. Màn hình này mất mấy triệu rồi. Mua cái xe này về thì tính ra trừ đi thì màn hình nữa thì xe quá rẻ rồi, chỉ có ngót trăm. Thế tiền quá rẻ thế mà không mua thì còn mua cái gì. Đấy, chức năng đầy đủ luôn, bản đồ định vị các thứ đầy đủ. Đấy, phần học dưới này, tay cần số này. Đấy, phần thảm thì hơi vớ vẩn một chút, là thảm thì sử dụng cái thảm cao su thôi, cũng không có gì. Nhưng mà nói chung là chủ nhân người ta để như thế này, giữ gìn như thế này là quá đẹp rồi, sạch sẽ cực kỳ luôn, không có chi tiết nào là nó. Đấy, mọi người nhìn kỹ nhé, tablo rất là sạch sẽ này. Đấy, các cái phần này còn bọc cả giả nano nữa. Đấy, carbon, giả carbon ạ. Vâng, đấy, lại còn mạ vàng nữa. Nói chung là trần nỉ này, sạch sẽ luôn nhá. Trần nỉ rất là sạch. Đấy, không thiếu một chức năng gì luôn. Mà giá lại quá là mềm. Mình là một người tiêu dùng thông thái thì mình nên nghĩ như thế nào. Ôi trời chết rồi, con này mới em cũng chưa biết là nó mở cốp ở đâu. Được rồi, lên trên đằng trước xem nào. À, trước tiên mở cốp thì ta kiểm tra chức năng gạt mưa. Úi giời, nước nôi bắn lênh láng. Úi giời, một mình một kính luôn. Đấy, hàng này nó tiết kiệm đến mức độ này, nó chơi một mình một gạt kính luôn. Đấy, rất là tiện. Và gạt rất là sạch luôn nhá. Đấy. Cửa đằng sau thì em đang mở rồi, nên thôi tí nữa xem. Ở đây, sau khi mà tìm hiểu thì cuối cùng là cái nãy mở cốp nó ngay trong này. Úi giời, bóp phát thì ra, rất nhẹ thôi nhưng mà đúng là hàng khóa mới, mình chưa biết. Đấy. Phần nắp cabo mở thì đơn giản thôi. Em đang đi tìm cái dòng này nó mới về, em giờ mới sờ. Ôi, cũng đơn giản thôi. Nói chung là máy móc thì khá là chất. À, rồi cùng xem khoang máy nhá. Khoang máy thì bố trí rất là gọn gàng. Đầu tiên là nhìn cái phần răng này, à, vẫn còn nguyên gân nhá, không đâm va. Đèn này, bầu đèn này, đấy, vẫn còn rất là ngon. Các cái phần đầu răng tròn đều. Đấy, bên bầu đèn này cũng thế. Và bên này gân vẫn còn guốc nổi ngon. Đấy, nắp capo này, keo chỉ này, nẹp đẹp luôn. Đấy, không mất một chút nào luôn. Đấy, một chiếc xe khá là tuyệt vời. Giá thì vô cùng rẻ và mới đi 11 năm mà khá là giữ gìn, nó chỉ đi có 70.000 thôi. Đấy, tem nhãn đầy đủ. Đấy, máy chạy khá là chất, êm. Kiểm tra xem hơi thừa cái này thế nào nhé.
cái chỗ này hơi khó mở, ấy thì nóng bắt. Thôi, cái này đảm bảo cho mọi người không hơi thừa. Đấy, phải hai tay mới mở được. Nói thật với quý vị các bạn, đúng là căng, là chắc là lâu không mở. Xem nào, kiểm tra hơi thừa nhá. Ôi, không có một chút hơi thừa nào luôn. Đây, thưa quý vị các bạn, không có một chút hơi thừa nào luôn này. Máy chạy khá là êm, kín tiếng. Đấy, vặn khá nhiều vòng mới hết. Đấy, chiếc xe thì sử dụng cam kép, hệ động cơ cam kép DOHC 16 van xả nạp FI. Đấy, điều hòa thì khá là mát, ắc quy thì tương đối khá là mới, ắc quy vẫn còn dùng thoải mái luôn. Đấy, ui, xe còn có cả phanh ABS đây này quý vị ạ, ABS luôn nhá. Đấy, một chiếc xe khá là an toàn, được trang bị đầy đủ đến tận răng công trình. Đấy, đấy, giá thì kiểu có 100 triệu đồng, ngang bằng những chiếc xe đời rất là sâu. Thế nhưng mà đây một chiếc xe tương đối khá là mới. Đấy, gầm bệ này. Nói thật với quý vị các bạn là không mua này thì mua con nào. Đấy, gầm bệ. Đấy, mọi người nhìn nhá, rất là chất luôn. Quá là đẹp. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Buzi Auto tại chợ ô tô Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Tobi Mumika sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc và được phân phối bởi Kilin. Vâng, với cái giá tiền chỉ có 108 triệu đồng. Đây là một mẫu xe giá rẻ cho gia đình mọi người. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường, không đâm va, không ngập nước, không taxi dịch vụ. Sử dụng máy xăng 1.4, hộp số tự động, đăng ký đến 4-5 chỗ ngồi. Rộng rãi, thoải mái, form dáng đẹp, kiểu dáng rất là ok. Và với cái giá tiền chỉ có 108 triệu đồng thì hãy nhanh tay alo cho em qua số điện thoại Buzi Auto 0869 158 926. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn và xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ giúp Buzi Auto trong thời gian qua. Đấy, vâng, Buzi Auto xin cảm ơn và nhớ mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là like để giúp Buzi Auto có được những chiếc xe đẹp phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở chương trình tối nay, khi mọi người alo cho em để dinh được ngay chiếc xe này về 100 triệu đồng, 108 triệu đồng hay là 110 triệu đồng, tùy thuộc vào quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.